Câu chuyện sự tích hoa hồng. Ngày xưa, hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Những bông hoa hồng nói với nhau: ước gì chúng mình có nhiều màu sắc như các loài hoa khác. Ừ nhỉ, giá mà chúng ta có được màu đỏ rực rỡ của hoa thực dược, màu tím ngát của hoa lưu ly, màu vàng tươi của hoa cúc. Nhưng chúng ta biết làm cách nào bây giờ? Đúng lúc ấy, một nàng tiên bay qua và nghe được câu chuyện của những bông hoa hồng. Nàng thầm nghĩ: mình sẽ giúp các bạn hoa hồng. Nàng tiên bay đến gặp thần mặt trời và nói: xin thần hãy ban cho loài hoa hồng sắc đỏ rực cháy của thần. Thần mặt trời vứt râu cười khà khà, gật đầu đồng ý. Nàng tiên cảm ơn thần mặt trời rồi bay đi gặp nữ thần mặt trăng và nói: xin nữ thần ban cho loài hoa hồng sắc vàng êm dịu của thần. Nữ thần mặt trăng mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khi nàng tiên trở lại vườn hoa hồng thì cây lá tưng bừng chào đón. Bông hồng đỏ thắm nhất giữa các bông hồng mỉm cười chào nàng tiên. Nàng tiên nói: từ nay các bạn có tên là Hồng Nhung. Các bạn hoa hồng có cánh màu vàng thì gọi là hồng vàng. Còn những bông hoa vẫn giữ màu trắng tinh thì có tên là hồng bạch. Hoa hồng Nhung băn khoăn hỏi: tiên nữ ơi, nàng bay khắp đó đây, nàng có biết ai đã biến màu hoa cho loài hoa hồng của chúng tôi không? Nàng tiên trả lời: đó là thần mặt trời, mặt trăng, là hơi ấm ngọt ngào của đất mẹ, là nắng gió, là mưa và sương đêm, là bạn bè ở khắp nơi đấy. Những bông hồng cùng lên tiếng: vậy chúng tôi phải làm gì để đáp lại lòng tốt của họ? Các bạn hãy mang hương sắc của mình làm đẹp cho cuộc sống, đó là cách trả ơn đáng quý nhất. Nói rồi, nàng tiên vui vẻ bay đi để khoe với tất cả mọi người rằng đã có một loài hoa hồng muôn sắc hương rực rỡ. Thế là từ đó, hoa hồng có nhiều màu sắc như bây giờ.